Chào với em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2, trang 36, sách giáo khoa sinh học 9, đề bài như sau. Giải thích vì sao bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại mục 3 La Mã, ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh, trang 35, sách giáo khoa sinh học 9. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Nhờ có quá trình giảm phân, giao tử được hình thành mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội, N nhiễm sắc thể. Qua quá trình thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2N nhiễm sắc thể được phục hồi. Vì vậy, sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể. Như vậy, cô đã cùng các em trả lời xong câu hỏi số 2, trang 36, sách giáo khoa sinh học 9.